Ôi giời. Có tay ở trong lưới này hả? Dàn. Ôi. Mướp đắng này. Nó to quá, nó chín nó còn vỡ ra luôn này. Ôi giời. Này đâu ăn được nữa. Này, lấy mấy cái hạt này trồng thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kết Cuộc Sống Úc. Hôm nay mình đi làm về sớm lại tranh thủ ra vườn hái sau. Trời bắt đầu giá anh em tối rồi. Mà tôi cũng phải hái nha. Chỉ quá. Ừ, tối không nhìn thấy gì nữa. Còn sót lại mấy cành mà nó vẫn nhiều quá. Cây này á, ăn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ phải thò tay ở trong lưới này hái này. Có cách nào? Chắc chắc phải thò tay từ trên này hái, nó đâu có ra đâu. Thì nó to quá. Chờ mình sẽ hái từ trên xuống. Hy vọng là có thể thò tay vào được. Rơi bùm bùm. Dàn nó gió nó rụng một đống ở chỗ này. Giờ chỉ có việc nhắc thôi. Có cái dàn này cũng sướng thật. Rồi. Thật cả lắm thôi. Đấy, thế. Gió nó rụng ấy, nó không rơi xuống đất, nó rơi vào trong cái sàn này. Tiếp tục. Wow, được lắm luôn. Nó chín nhiều thế. Đây nữa này, đây nữa này, đây nữa này. Đấy. Cây này mình hái nhiều lần lắm rồi, hái mấy tháng liền rồi, xong rồi chặt mấy cành đi, còn lại để một cành, xong rồi nó vẫn cứ ra, nó ra thêm, thấy nó vẫn ra quả hay tiếc lại để lại, chứ trồng cây mới lên nó lâu lắm. Cà chua này mà bón phân thì chắc là nhiều quả lắm, sai lắm. Đây mình trồng organic thôi mà cũng ăn hoài. Dưới thò tay trên. Ui ui ui, đừng đừng đừng, rụng rồi, rụng rồi. Ui đấy, rụng rồi. Ui rụng rồi. Rụng rồi. Rụng rồi. Đấy nó rụng xuống đấy. Ui ui, nó rụng ra. Ui. Ui. Sao bây giờ? Sao bây giờ? Phải ra nhá, phải ra nhá. Một. Quá trời, hai. Ba. Trời. Khó rồi nha, khó rồi nha, khó rồi nha. Ui, rồi. Rồi. Ui, rồi rơi tiếp. Khí quá. Rồi, ngon. Ngon. Ui, cứ lắc đát là chín suốt à. Cây này hái không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Cứ hái nó lại ra, hái lại ra nhiều quá trời quá đất luôn. Ủa, cái này to chưa? Giờ vẫn còn những cái lá to đùng này. Này, to quá.
làm mà về sớm hơn mọi ngày được nửa tiếng thì phải cắt được, chứ không phải là không cắt được mà ăn. Trời, bây giờ nó bắt đầu tối rồi, bắt đầu mùa thu rồi thì trời nó tối nhanh. Mùa hè tôi thì tầm này vẫn còn nắng. Nhiều quá không phải ăn cá rất con non là anh phải ăn, để nó già nhiều quá ăn không hết. Cây đào nhà này quá trời chưa? Trời, không biết bao nhiêu nào quả. Mà hôm trước mưa nó rụng nhiều rồi đấy nhá. Rụng đầy gốc luôn, rụng đầy đường. Không ai nhặt, không ai hái. Hình như là không có ai ở đây thì phải. Đây là tình trạng là người ăn không hết, người lần không ra này. Đào này ở bên này bán đắt lắm. Cắt luôn cả này.